Thì có vị hỏi đó là trong lúc con đi thiền thì có vị góp ý là bước chân con bước nhanh quá, không đúng với người đi thiền. Thì đề nghị con đi chậm lại, giở chân lên đặt chân xuống nhẹ nhàng như bước trên mặt nước, nhưng con đi theo căn tánh thực sự của con, không diễn hình thức. Thì như thế này quý vị, sư đã lặp đi lặp lại. Khi mà chúng ta đi thiền, điều quan trọng là chúng ta tập trung vào cái đề mục thiền. Cụ thể ở đây là sư đang hướng dẫn đề mục Kasina trắng. Thì cho dù quý vị đi thiền, quý vị vẫn tập trung vào cái Kasina trắng, chứ quý vị không có tập trung vào cái chuyện bước chân. Cho nên cái chuyện bước nhanh hay bước chậm nó là theo cái quán tính của cơ thể. Chúng ta không cần phải cố ý điều khiển đó. Khi mà quý vị đi thiền mà quý vị cố tình quý vị điều khiển cái bước chân của quý vị là quý vị đi sai đường. Nhớ, đi thiền tập trung ở tâm chứ không phải là mình điều khiển cái thân. Đi nhanh đi chậm không quan trọng, đi đẹp đi xấu không quan trọng. Nhớ chuyện đó. Hơn nữa đó, người căn tánh tham họ đi khác, người căn tánh sân họ đi khác, người căn tánh si họ đi khác. Mà quý vị cố quý vị điều khiển cái tướng đi của quý vị đó, quý vị sẽ làm cho cái vị thiền sư nhầm lẫn cái căn tánh của quý vị. Ví dụ như chúng ta căn tánh sân mà chúng ta đi theo cái kiểu người căn tánh tham, có nghĩa là sao? Cái người căn tánh tham á, họ đi rất là đẹp, nhấc chân xuống, đặt chân xuống rất là nhẹ nhàng, đi như là cái lò xo dưới chân vậy đó. Họ đi bức y như là lướt, đi rất là đẹp, nhưng đó là cách đi của người căn tánh tham. Nếu như mà quý vị tự ý quý vị thay đổi đó, vị thiền sư nhìn vô sẽ tưởng quý vị là người căn tánh tham. Và khi mà hướng dẫn, khi trình pháp, vị đó sẽ hướng dẫn quý vị theo người căn tánh tham, tự quý vị thiệt thòi. Mình người căn tánh như thế nào mình cứ đi y chang như vậy, không cần phải cố ý thay đổi bước chân đi sao cho đẹp, không cần. Cho nên khi hành thiền ở đây, sư không có kêu quý vị là phải đi theo sư hay là mình phải đi theo đoàn đi làm sao cho đẹp, không có. Đi thiền tập trung vào đề mục thiền, đi nhanh đi chậm tùy người, không sao hết.